Ở mình hạt thao xốp gửi lời chào tới tất cả các anh em Với video này mình lên giới thiệu anh em mẫu xúc tu 10X42 326FT Đây là mẫu nhòm mình đang muốn gửi gửi tới anh em Và đây là mẫu nhòm có thông số là 10X42 và chuyên dụng săn ong Và cũng sẽ được bảo hành cho anh em là 2 năm Chống nước tuyệt đối cho anh em khi sử dụng Với thị kính của em này là 20mm và vật kính là 42mm Sơn phủ màu đỏ sẫm thân vỏ thì thân sẽ bằng thân magie hợp kim vỏ sẽ bao bao bọc bên ngoài là cao su non chống trơn trượt cho anh em về hệ thống lấy nét thì nó sẽ là lấy nét ở tại con ăn ở giữa đây nhé hệ thống lấy nét là con ăn ở giữa đây thì nếu anh em nhìn ở cái đối tượng mà ở phía ở xa ấy, thì anh em quay về bên trái còn nếu như anh em nhìn đối tượng về gần thì anh em sẽ quay về bên phải như này Đó, lấy nét nhanh nhạy nên anh em sẽ lấy từ từ nhé về cốc mắt thì nó sẽ có hai nấc có mắt thị kính này sẽ có hai nấc này Và bên cạnh đây sẽ là cái diode vòng tròn to Nhiều anh hỏi em cũng nhiều khi chưa dùng bao giờ mới lại mới dùng Thì đôi khi cũng chưa chưa tham hiệu, tham khảo sâu về cái này Nếu cái này thì vòng tròn diode này thì sẽ dành cho anh em nào Ví dụ là hai mắt không đồng đều Hai mắt sáng không đồng đều và hai mắt không độ ổn định Giữa hai mắt sẽ có một bên khoảng 7, một bên 10 hoặc là bên một bên 8, bên 10 Thì là anh em sẽ có thể sử dụng tận dụng thêm cái vòng tròn diode này có thể xoay bên trái và cũng thể xoay bên phải Đó. ở hai bên sườn sẽ có hai cái tay này để anh em ta sẽ luồn dây dây uh, sẽ bao gồm uh, nó sẽ gửi về uh, khi anh em uh, đặt hàng thì số mình sẽ gửi về ống nhòm này và dây đeo của của, của ống nhòm này hộp đựng túi đựng và có cả quay đeo của túi đựng khăn lau Đấy, với nhà xuất tu này thì là uh, số mình đang bán với giá 2 triệu 800 nghìn đồng đã bao ship về tận nơi cho anh em được bảo hành 2 năm rất là trơn mượt với trục uh, rất là trơn mượt quay cũng rất nhẹ nhàng à, khi anh em sử dụng thì anh em sẽ cúp được sao khi mở khi em mở hết các cái kia uh, nắp của vật thị kính này nắp của vật kính ra sau đó anh em sẽ vặn cúp vào đây như cúp như của em đây Đấy, vẫn cúp được cái độ cúp cũng rất là rộng rất là sâu nên anh em sẽ khi hai ống đã lồng thành một rồi thì anh em bắt đầu là tiến hành uh, khi anh em mở ra Đấy, mà có thể anh em sẽ dùng đến cái này và có nhiều anh em đã sử dụng quen rồi Đấy, quen với ông rồi anh em sẽ không cần sử dụng cái công mắt này còn anh em nào chưa mới mới dùng thì nên mở công mắt ra và sau đó chúng ta cúp làm sao cho nó thành hai hai ống này lòng thành một và chúng ta sẽ lấy nét ở tại đây đó, lấy nét ở tại đây đã vào vũ ong thì anh em đang có nhu cầu sử dụng cái mẫu kính ED của nhà xuất như trên màn hình anh em đang xem thì sẽ liên hệ shop mình theo số điện thoại là 033 989 6168 mình sẽ ship hàng COD toàn quốc và bao anh em kiểm tra trước khi thanh toán nhé và số mình tại thành phố bù đinh anh em có thể là về qua nhà test thực tế các mẫu nhóm khác như trên màn hình anh em nó xem rồi anh em đang xem uh, ok đang uh, xem video thì cho mình xin một lượt uh, đăng ký kênh nhé để ủng hộ số mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các uh, video sau